vì lúc nào cũng yêu thương và gìn giữ chương trình. Trở lại với anh Khánh Hiệp. Anh Khánh Hiệp ơi, trước khi anh hát một nhạc phẩm nữa và gửi lời chia tay với những người yêu mến anh rồi đó, bây giờ người ta biết thêm tài ca hát của anh, thì con đường đi đến với âm nhạc của anh bằng cách nào thưa anh? Dạ thưa Lương Vũ, Khánh Hiệp lớn lên từ một gia đình với người anh đánh guitar, nhưng mà ngày xưa ở Việt Nam rất là nghèo, rồi mình tự học thôi. Nhà tới bốn anh em học guitar thì cứ cái guitar đó bỏ xuống là người này chụp, cái người kia chụp, rất là tội cái guitar đó. Nhưng mà từ cái đó thì mình sau này Hiệp đi qua đây thì mình chỉ tự học thôi, chứ thích, rất thích nghe nhạc Mỹ. Từ xưa đã thích nghe nhạc Mỹ, rồi qua đây mình tự học, rồi tự chơi bass, rồi tự đánh, tự chơi keyboard. Sau này có năng khiếu rồi mình có duyên mình đi vào cái vấn đề mà viết hòa âm luôn. Thì phần lớn những ca khúc Khánh Hiệp viết thì Khánh Hiệp tự hòa âm hết rồi mới gửi đến trung tâm vậy. Trước tiên thì Lưu Vũ cũng là một người học nhạc cùng với Vương Hương, thì một tràng pháo tay thật lớn cho những sáng tác của anh, rất là hay và rất là tình cảm. Anh dùng những cái key rất là sang trọng, và Vương Hương thưa hợp âm đắt tiền đó thưa quý vị. Và nhạc phẩm thứ hai, thứ ba anh gửi tặng quý vị đó là nhạc phẩm gì, do anh sáng tác luôn phải không thưa? Dạ đúng rồi, một nhạc phẩm viết vào năm 1983, một cái nhạc phẩm mà Khánh Hiệp rất yêu thích, nhạc phẩm tên là Cuộc Tình. Giờ đây đã tàn, bởi duyên tình tôi thật quá yêu em. Cố tình giờ đây vẫn còn, chỉ còn là nỗi niềm nhớ thương của anh, người mãi yêu em. Giờ đây tim anh thổn thức, yêu lòng anh chỉ có yêu em. Mong cho đời ta sẽ gần nhau. Cuộc tình từ đây đã tàn, bởi vì tim tôi thật quá yêu em. Giờ đây vẫn còn, chỉ còn là nỗi niềm nhớ thương của anh, người mãi yêu em. Giờ đây em đang ở đâu? Nhạc phẩm, thưa vị, một nhạc phẩm rất là tình cảm. Anh Khánh Hiệp có thể chia sẻ là nhạc phẩm này anh viết trong cái hoàn cảnh nào? Thí dụ như anh thất tình hay là anh đang yêu hay là anh cái gì đó, có thể chia sẻ cho quý vị đã nói một kỷ niệm mà. Thì mình Khánh Hiệp lúc mà viết nhạc thì rất mê nhạc, thì mình viết theo một cái kinh nghiệm của bản thân mình thôi. Thì có hoàn cảnh thế nào thì mình hát như thế đó thôi. Không, có thể anh... cái lời nhạc cái anh lời ơi, cũng rất là hay đúng không? Anh có ra CD chưa vậy?
có rồi. Dạ, có rồi. Ờ, anh nếu mà có dịp nào mình mời anh thêm một lần nữa để giới thiệu cái CD. Chắc chắn. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị Vương Hương. Dạ, Vương Hương rất là thích hai nhạc phẩm vừa rồi của anh. Kính thưa quý vị, Lưu Vũ chia sẻ với vị một tí xíu nữa thôi. Anh Lê Khánh Hiệp là em trai của tuyển thủ quốc gia Việt Nam của chúng ta đã cho hải quan, đó là Lê Khánh Hùng mà Lưu Vũ được phải nói rất được hân hạnh được đá chung với hai anh. Hồi xưa chỉ được xách giày và chùi giày cho mấy anh thôi, nhưng bây giờ được đá, mời anh Hiệp có thể chia sẻ anh em mình đã từng đá với nhau phải không anh? Ngày xưa lúc ra đây thì có đá giải mùa của Việt Nam đây, thì có dịp gặp anh Lưu Vũ đây, lần đầu tiên gặp rất ấn tượng vì Lưu Vũ đá rất hay, đá tiền mẹ con. Cũng mời Lưu Vũ vài lần đá banh, nhưng mà Lưu Vũ có lẽ bận về âm nhạc quá nên ít khi có dịp đá với nhau, nhưng mà hy vọng trong tương lai gần sẽ lên đây đá banh lại với Lưu Vũ. Và chúng ta không còn nhiều thời gian, mời Vương Hương có lời chia tay quý khán thính giả. Thật là vui hôm nay đã nghe được hai ca khúc mới toanh của một người mới toanh nữa mà lại hát hay và đàn guitar rất là điệu nghệ, mà vả lại một cầu thủ thì không còn gì vui bằng. Thì cảm ơn anh Hiệp đã mang đến cho Luân Vũ và chương trình cũng như anh em hôm nay một hai bài hát rất là hay. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này. Xin cảm ơn. Và mời anh Khánh Hiệp gửi lời chia tay quý khán thính giả. Rất cảm ơn chị Vương Hương và anh Vũ cho Khánh Hiệp cơ hội lên đây để giới thiệu vài ca khúc sáng tác của chính mình. Nhân tiện đây, Khánh Hiệp xin cảm ơn và gửi lời chào đến tất cả quý vị của đài SCT. Mong rằng mọi người sẽ có một đêm rất là yên lành. Thành thật cảm ơn. Riêng cá nhân Vũ thì câu nói quen thuộc là hãy hôn người kế bên để quên đi mọi buồn phiền trong cuộc sống, và hãy ủng hộ cho những ca sĩ như là anh Khánh Hiệp hoặc là những ca sĩ nào bước chân lên chương trình âm nhạc thính phòng. Kính thưa quý vị, và anh Khánh Hiệp là có những cái cú mà quý vị biết, từ biên tạc vô anh đảo chân trái qua chân phải nhá một nhịp đá vào lưới tư môn gãy xương, đúng không thưa anh? Đó là signature của anh Khánh Hiệp mà Lưu Vũ nhớ như in, rất là kỹ thuật. Kính thưa quý vị, chúc cả nhà ngủ thật là ngon.